Nào, cùng khám phá những lý do khiến bạn nên cân nhắc việc nuôi cẩy hương nhé. Không chỉ vì lợi ích của loài vật này, mà còn vì khả năng biến trang trại của bạn thành một cỗ máy lợi nhuận bền vững. Hãy cùng chúng tôi lặn sâu vào những bí quyết nuôi cẩy hương thành công. Đầu tiên, chọn địa điểm phù hợp là vô cùng quan trọng. Cẩy hương phát triển mạnh ở môi trường mô phỏng môi trường sống tự nhiên của chúng. Vì vậy, hãy nghĩ đến những nơi xanh tươi, rợp bóng cây. Tiếp theo, hãy nói về chuồng trại. Một chú cẩy hương thoải mái là một chú cẩy hương hạnh phúc. Hãy đảm bảo chuồng trại của chúng rộng rãi và an toàn, bảo vệ chúng khỏi thời tiết khắc nghiệt và những kẻ săn mồi. Bây giờ, đến phần ăn uống, cẩy hương có khẩu vị khá đa dạng. Một chế độ ăn uống cân bằng gồm trái cây, côn trùng và động vật có xương sống nhỏ giúp chúng khỏe mạnh và năng động. Hãy nhớ, một con cẩy hương được nuôi dưỡng tốt là điều cần thiết cho việc sinh sản chất lượng cao. Nhân giống cẩy hương có thể phức tạp nhưng cũng rất đáng giá. Theo dõi sát sao sức khỏe và hành vi của chúng để tối ưu hóa thời kỳ sinh sản. Và đây là điểm mấu chốt, góc độ bền vững. Bằng cách duy trì các phương thức canh tác có đạo đức, bạn không chỉ góp phần bảo tồn những sinh vật độc đáo này mà còn đảm bảo thu nhập ổn định và hợp đạo đức. Hãy nhớ, cẩy hương hạnh phúc đồng nghĩa với việc kinh doanh phát đạt. Vậy, bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình nuôi cẩy hương chưa? Với một chút đam mê và nhiều sự quan tâm, trang trại của bạn có thể trở thành bước tiến lớn tiếp theo trong nền nông nghiệp bền vững.